Anony về xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi không hát được game Evergreen này. Một số bạn đã liên hệ với thầy và nói là gặp code vào nó không chạy, thì mình cũng hiểu cái vấn đề đó. Ở đây số mạng của mình là nó 997003. Thông thường các bạn sẽ mở là cái chỗ nhập console lên. Các bạn sẽ mở chỗ nhập console là các bạn sẽ nhập code vào, code khách tàn. Thì nó không chạy, nó sẽ báo lỗi như thế này. Bên đây số dàn vẫn không thay đổi, mình có nhập bao nhiêu lần nó cũng sẽ không thay đổi. Lý do rất đơn giản, nó là các bạn chưa xài vàng, số vàng nó chưa thay đổi nên hệ thống nó chưa cập nhật cái code đó. Các bạn làm theo mình, các bạn chơi một vòng, các bạn xài một ít vàng đi, không có xài ở đây cũng được, một hồi mình ra ngoài mình xài cũng được. Các bạn chơi một ít, sau đó các bạn ra ngoài. Nếu các bạn không thể tiêu thụ vàng ở đây thì các bạn ra ngoài đây mua con rồng để số vàng của mình nó thay đổi á, để hệ thống nó cập nhật cái code thay đổi vàng, sau đó mình mới vô mình chỉnh cái code thay đổi nó lại để số vàng của chúng ta sẽ thay đổi theo. Đây, bây giờ mình đã mua số vàng, mình đã tồn hết rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái kiểm tra này vào là console, dán cái code vàng thả vô. Các bạn nhìn số vàng nha, bây giờ mình ấn enter xem có thay đổi không nha. Đó, mình đã ấn enter, nó nhảy lên 9999. Bây giờ mình thử thay đổi tiền ở đây nữa này, thì nó đã thay đổi số vàng thành 9999 rồi. Các bạn muốn thay đổi nữa thì các bạn vào đây chơi một ít, rồi sau đó các bạn chơi đến khi các bạn chết một vòng, ra ngoài các bạn xài một ít vàng, các bạn nhập vô thì nó sẽ thay đổi nữa. Đây mình ra, mình mua con rồng, mình mua riết mà mình full deck luôn á. Đây số vàng nó tụt rồi nè, 998999, số đẹp ha. Thì mình ra ngoài chụp phải vô xanh cha son dán cái lệnh vào nhưng thôi thay đổi nha. Đấy, 9999, giờ hết cái cúp này cũng vậy thôi. Các bạn đã hát được vàng rồi, sau đó các bạn thừa cơ chơi luôn cái cúp. À, có không chạy thì tụi mình tiếp tục chơi nữa. Cái cúp này nó full rồi cho nên nó không chạy nữa các bạn. Giờ mình kiếm chuyện mình xài cái cúp đi, xài cúp sao ta. À, mua bằng cúp đây, mua con rồng bằng cúp đó. Đó, cúp nó giảm thành 98 trên 899 rồi. Bạn ra ngoài chụp phải kiểm tra và tắt màn son, dán cái lệnh tắt cúp ở trên web vào enter. Đó, nó chạy lên nữa các bạn thấy không. Vậy là các bạn biết mình thiếu sót chỗ nào rồi ha. Chúc các bạn thành công và tiếp tục ủng hộ anh hai nha.